Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Visa Cup. Và bây giờ trên tay của mình hiện giờ đang cầm một cái ba ga của xe Honda cấp 86. Đấy. Những anh em miền Bắc hay gọi là 81 86 đấy. Còn đúng đời của nó là 86. 86 thì cái chiều đây nó bự, còn 81 thì nó nhỏ hơn một chút. Đấy, ba ga 81 nó sẽ gần giống ba ga 82. Còn ba ga 86 thì nó bầu và nó bự. Và trên tay của mình đang cầm một cái ba ga ring tháo xe nha. Đây. Vừa mới về được một cái. Còn rất là đẹp nha các bạn. Đây. Chúng ta thấy là cái vết hằn theo thời gian trên xe. Đấy. Một cái ba ga còn rất là đẹp. Dành cho anh em gắn xe nha. Và mình mua được giá rẻ cho nên cái ba ga này thanh lý giá cũng rẻ, nó bị chút xíu ở đây, đó bị xíu đây, rồi còn lại xung quanh thì đẹp hết đây. Mình sẽ soi kỹ dành cho những anh em ở xa không có điều kiện coi, chúng ta coi kỹ giúp mình nha, đặc biệt là không có cắn móp gì nha các bạn. Mặt trước, mặt trên, bên trái, bên phải là đẹp, không bị xét. Rồi, phải có chút xíu. Và giá em đây cực kỳ mềm luôn. Mua được giá rẻ cho nên giá đưa ra nó sẽ cũng rất rẻ. Đấy, giá rất đẹp và giá rất mềm nha. Anh em hãy nhanh tay chuyển khoản và hốt về nha. Bên mình sẽ ship bưu điện cho các bạn. Các bạn lưu ý là hàng bên mình bán là chuyển khoản để mình ship bưu điện, không ship code nha. Những ai ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua trực tiếp bên shop của mình để các bạn lấy, còn nhóm em là ở xa thì chuyển khoản mình ship bưu điện nha. Rồi, anh em mà có nhu cầu chúng ta liên hệ với mình qua số điện thoại phía bên trên nha. Phương thức mua hàng là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code. Ai ở khu vực Sài Gòn chúng ta qua tại nhà mình các bạn lấy. Và các bạn lưu ý là đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Ring nha. Tại vì mình thường xuyên có những cái hàng độc lạ dành cho xe cúp, những cái hàng khó kiếm. Cho nên anh em có nhu cầu món nào cứ inbox Zalo cho mình trả lời. Và lưu ý là không gọi bằng Zalo nha, mình sẽ không nghe điện thoại bằng Zalo. Chỉ nghe điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin Zalo thì mình trả lời cho các bạn nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.